Dạ em chào anh em Tâm Mai Vàng đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng Bonsai. Thì ngày hôm nay là 26 tháng 4 âm lịch rồi. Thì bắt đầu mình gần hết tháng 4 và mình chuyển qua tháng 5 là một cái giai đoạn mới của cái cây mai ghép nằm trên chậu. Thì có một cái vấn đề mà nổi cộm trong cái khoảng thời gian này thì rất là nhiều anh em hỏi em là liên quan cái việc lãi lá nách, rong lá, lãi lá già của cây. Thì có nhiều cái cách dùng nha anh em, nhưng mà ở đây thì em dùng cái từ lãi lá cho nó dễ, thì nói nó nhiều nó bị lẹo lưỡi cũng khó nói. Thì bắt đầu cái giai đoạn này là mình lãi lá nhiều rồi, có rất là nhiều nhà vườn và rất là nhiều anh em chơi đã tiến hành lãi lá rồi, và bên vườn em thì cũng đang trong cái giai đoạn chuẩn bị làm lông, lãi lá, nắp đồ rồi dọn cây rồi vô kẽm nha anh em. Tại vì có một cái video trước thì em có chia sẻ với anh em rồi, do bên vườn em á thì đặc thù đa số là toàn bộ cái cây đều có chuẩn bị về cái việc mà vô kẽm định hình, vô form. Nói chung là làm cái cây theo hàng nghệ thuật có sự chỉnh chu chút đỉnh, thành ra cái cách làm mà lãi lá bấm chặn của bên em nó sẽ khác tương đối chút đỉnh đối với một số anh em nhà vườn khác mà anh em thấy chia sẻ trên YouTube. Mà bên em thì vô kẽm rất là gắt nha anh em, đi làm mâm đồ này nọ rất là gắt, chứ không phải là vô kẽm định hình thôi. Ví dụ như nhiều anh em thì vô kẽm hạ xuống cái này là dằn cái mâm ra rồi, còn bên em là quýnh là theo cái kiểu vậy luôn anh em, là quýnh theo cái kiểu là dằn mâm rồi nó đi theo kiểu uốn lượn nữa. Khi mà lãi lá ra đó thì anh em sẽ thấy sự khác biệt của hai cái cách làm. Do đó thì liên quan đến cái việc lãi lá thì bên vườn á thì nó cũng khác tương đối chút đỉnh. Tuy nhiên thì em cũng sẽ làm một video chia sẻ cho anh em, nếu anh em nào mình chưa làm á thì mình có thể mình làm mà mình chuẩn bị cho cái giai đoạn mới của cây mai vàng. Đặc biệt là qua giai đoạn tháng 5, tháng 6 là giai đoạn tích lũy dinh dưỡng cực kỳ cao. Trước khi đi vô phần chính mà lãi lá như thế nào này kia rồi đó, thì em sẽ nói về cái việc mà lãi lá cái thời điểm nào là tốt anh em. Tại thật sự là không có cái công thức cụ thể, là có thể là cuối tháng 3, đầu tháng 4, hoặc là cuối tháng 4, hoặc là đầu tháng 5 mình lãi lá là nó tốt anh em. Tại vì thực tế là phải tùy theo cái tình trạng của cây. Em ví dụ như cái cây này thì khách chơi, bên vườn em thì cho thuê đó, thì khách chơi người mùng 6, mùng 7 người ta trả rồi. Khi đó thì bắt đầu giặt tỉa uống và bấm cành đi. Khoảng mùng 6, mùng 7 là bấm cành rồi. Thì cái cây này thì tính cuối tháng Giêng mới bấm cành. Thì hai cái cây này cái tốc độ sinh trưởng của nó bắt buộc nó phải khác nhau, không thể nào giống nhau được anh em. Thì do đó là cái cây này mình lãi sớm thì lá già nó sớm, lá nó nhiều, cái chi cành nó nhiều hơn cái cây này. Thì cái cây này sẽ lãi lá và rong lá non trước. Rồi có thể là trong cái quá trình sinh trưởng thì cây này nó sung hơn cây này, thì cái lá già và cái chi cành nhánh của cây này nó nhiều hơn cây này. Thành ra không có công thức cụ thể nào cho cái việc mà cái thời điểm nào là mình rong lá là hợp lý nhất, và không có công thức cụ thể nào là rong bao nhiêu lá, rong chính xác bao nhiêu phần trăm trên cái lá của cái cây là nó tốt nha anh em. Chỉ có thể mình dựa theo cái kinh nghiệm của bản thân, dựa theo cái tình hình thực tế trên cây và dựa theo những cái lời khuyên của bên nhà vườn, ví dụ như lời khuyên của em hoặc là lời khuyên của những anh em khác đó, mình mới rút tỉa cái kinh nghiệm chính xác cho mình được. Tại vì thực tế là cái thời gian mà bấm tỉa cành rồi cái cách chăm sóc rồi cái điều kiện thổ nhưỡng rồi cái giống mai nó có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc rong lá vào thời điểm nào và rong lá nhiều hay ít, thì nó rất là nhiều yếu tố anh em. Về còn cái mục đích của cái việc rong lá là để làm gì á, thì nó có rất là nhiều mục đích. Thì mục đích trước tiên á, là mình phải hiểu là cái cây mai vàng á, cái chơi chính á, là mình phải có bông thật là nhiều vào dịp Tết. Thì cái việc mà rong lá vào cái giai đoạn tháng 3, tháng 4, tháng 5 âm lịch này á, nó sẽ giúp cho cái bông của cây mai nó sẽ nhiều hơn dịp Tết. Tại vì theo lý thuyết á, là cái lá với mai mà nó già thì nó sẽ tạo nút và nó nở bông. Thì một năm có thể là nó nở lạc sạc 2-3 lần luôn. Nếu mà mình để những cái lá già mà nó mọc vào cái giai đoạn đầu năm á, mà nó chuyển già quá sớm, thì cái đó nó sẽ tạo thành nút mà nó sẽ nổ bông luôn. Bắt đầu khoảng tháng 9 âm lịch nó nở lác đác. Thì việc mà mình rong lá ngay thời điểm bây giờ là mình ngăn chặn cái việc đó là một cái nguyên nhân. Rồi nguyên nhân thứ hai là mình tạo độ thông thoáng cho cây để những cái tác nhân gây bệnh cho cái cây mai của mình, ví dụ như nấm, nấm hồng rồi những cái nhện đỏ rồi đó nè, cái bệnh mà nằm sâu trong lá đó mình không có thể xịt thuốc tới đó, thì mình xịt thuốc vô nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn, nó phòng bệnh và nó tăng sức đề kháng cho cây.
Và ngoài ra thì còn có nguyên nhân đó là những cái lá này, những có những cái lá nó không có tác dụng gì nha anh em. Em sẽ ví dụ cho anh em. Thì cái lá này nè, cái lá với cái nhánh này nè, thật sự là nó không có còn tác dụng gì hết, nó chỉ hút chất dinh dưỡng của cây thôi, nó chậm làm chậm đi cái sự phát triển của cái nhánh này. Mình lãi nó thì cái cây nó thông thoáng và nó giảm cái lượng chất dinh dưỡng và nó đưa cái lượng dinh dưỡng lên cái nhánh này rất là tốt. Thì nó có rất là nhiều cái lý do để mà mình rong lá. Nói chung là anh em rong lá đúng cách đúng kỹ thuật là nó chỉ có tốt cho cây thôi, nó không có hại gì cho cây. Và em bảo đảm thì khi mà mình rong lá đúng kỹ thuật á thì cái hoa và cái sức khỏe của cây nó sẽ được tăng lên. Dạ, tiếp theo thì mình vô cái phần là lãi lá như thế nào, những cái lá nào nên lãi bỏ, những cái lá nào nên không. Thì trước tiên thì em nói về cái cây thành phẩm trước anh em, nghĩa là cái cây ghép dạ mùa đó. Đối với trường hợp đầu tiên là những cái lá mà nó dư thừa anh em ơi. Những cái lá này nè, anh em thấy nè, cái phần nách của nó đã ly lên một cái tược mới rồi. Thì những cái lá này 100% mình phải lãi bỏ, tại vì nó không còn cái tác dụng gì trên cây. Như ở cái phần đầu video em có nói á, thì những cái lá này nó không có tác dụng gì trên cây cả. Thì mình không lãi thì nó cũng không có mục đích tác dụng gì, thậm chí nó hút chất dinh dưỡng. Rồi cái phần thứ hai là những cái lá già trên cây mà mình thấy nó đã già, nó hết phát triển rồi, nó chỉ có mập thêm, dày thêm và xanh thêm thôi, thì mình lãi lá cho nó thông thoáng cái phần ở bên trong cây và nó phát sinh thêm nhiều tược non mới để cái chi cành mình dày tàn, kính tàn hơn. Rồi cái trường hợp mà đối với những cái cây mà theo cái dạng là tàn lớn, em ví dụ như cái cây này đi, tàn lớn, thùng lớn, cây đã thành phẩm cái thời gian dài mùa rồi, thì sẽ có phát sinh cái trường hợp đó là mình bấm bỏ những cái chèo luôn anh em. Cái này thì em không biết nhà vườn khác người ta kêu như thế nào nữa, nhưng mà bên em thì em quen là dùng cái từ chèo anh em. Ví dụ như những cái phần ở trong đây nè, anh em thấy cái chi cành nó ra là tính đây luôn rồi, có nghĩa là sau này cái phần hoa là ngay chỗ bàn tay em nè. Tuy nhiên ở trong nó vẫn phát sinh những cái tược non mà nó không có phát triển tốt lắm, nó chỉ có sừng sừng mà cái lá nó, mặt lá nó rất là khít cái phần mà cái phần mà thân của nó đó, thì nó không có sung, nó không có dày bóng gì hết. Thì đối với em những cái trường hợp này mình bấm bò mình lãi bỏ hết nha anh em, tại vì mình chỉ chơi ở thùng ở ngoài thôi, thì mình lãi ở trong đây. Những cái phần này nè em gọi là chèo dư á, anh em nhà vườn khác không biết làm sao nó thì cũng tùy ngồi thôi anh em. Những cái phần này thì mình lãi lá, nó mình có lãi những cái lá già mình chừa lá non thì nó ra cũng khoảng chừng nhiêu đây à, là hết rồi, nhưng mà cái tỷ lệ hoa của nó cũng rất là thấp. Rồi mình để ở trong như vậy thì nếu mà Tết nó không có hoa mình cũng phải bấm bỏ, mà Tết có hoa thì cũng vài bông thôi, nó cũng không hay lắm. Thì mình dồn cái chất dinh dưỡng ra ngoài cái thùng lớn như thế này để mình chơi thì nó tốt hơn. Đó là đối với cái trường hợp mà cây thành phẩm thì mình lãi như vậy nha anh em. Tiếp theo là đối với trường hợp mà cái cây mới ghép, thì em điển hình là mấy cây tứ quý ghép siêu bông mới đây nha anh em. Như cây này nè, thì anh em có nhiều anh em hỏi có nên lãi không, thì nên lãi anh em. Thậm chí mình bắt cắt mấy cái chèo non mà nó dư thừa hết, tại vì thứ nhất là nó làm chậm cái phát triển cái độ dài, cái độ mập của cái chi cành này mà nó dư thừa nữa. Tại vì bên nhà vườn bên em á, ví dụ như anh em thấy như cái lá này mình lãi nè, cái lá này lá dư nè, tại vì cái phần nách là nó đi lên một cái tược mới rồi, lá này lá dư mình lãi nè. Để em cầm điện vừa cầm điện thoại em dòm vô màn hình em khó lãi nè. Rồi cái phần đá này cũng dư nè, mình lãi nè. Thì ở đây á, anh em thấy ba cái nhánh này, thì cái nhánh này nó bị chèo, bị dư thừa nè, thì ấy mình cắt luôn anh em, thì mình kèm cắt luôn. Tại vì mình định hình ra mình chơi bên em á, thì làm anh em biết có là có vô kẽm, thành ra những cái phần này ấy, tại vì em đang dòm vô màn hình điện thoại em không có lãi được nha anh em. Lãi em sợ gãy luôn cái nhánh này. Đó là đối với trường hợp mà cây non mới ghép. Và có một cái trường hợp mà cây non mới ghép vài tháng nữa thì để cái phần sau thì em sẽ chia sẻ cho anh em. Và sau khi mà mình lãi lá xong á thì mình cho ăn và mình sẽ thuốc bảo vệ thực vật liền nha anh em. Thuốc bảo vệ thực vật ở đây là các loại thuốc mà anh em phòng trừ nấm bệnh, tùy theo cái thuốc mà anh em đang có. Ví dụ như
Vitamin Gold hoặc là cốc 85 gì đó, rồi mình xịt để nó ăn xô vô sâu ở những cái phần mà bên trong thân mà hồi đó giờ mình xịt nó không tới. Ngoài ra Vitamin Gold nó thì nó có tính chất là nó chống thúi đó, nhiều khi mình lãi này kia thì nó bị xíu xác, nó bị dập thân rồi đó, thì nó sẽ chống được cái phần đó. Thì đặc biệt là trong cái mùa mưa này, cái nước, cái lượng nước mưa nó rất là nhiều. Rồi cái phần mà xịt các loại bệnh khác, ví dụ như là bộ chỉ đồ này nọ đó, thì mình cũng nên, tại vì sau khi mà mình lãi lá như vậy á, thì cái tốc độ bắn trò nó sẽ tăng lên cao, thì mình anh em nên lưu ý về cái phần bộ chỉ và son lá. Và cái phần mà cho nó ăn ở đây á, thì ăn phân, thì phân ở đây theo mình hiểu là có hai dạng nha anh em. Có thể là dưỡng rễ kích rễ anh em cho ăn luôn, và sau đó thì anh em cho hữu cơ hoặc là vô cơ, tùy theo cái bài phân của mình đang đi là thời gian khoảng cách bao nhiêu. Nhưng mà anh em nên lưu ý sau khi lãi lá, sau khi rong lá xong á, thì mình tiến hành thứ nhất là xịt thuốc, cái thứ hai á, là cho nó ăn phân luôn, phân dưỡng là các loại dưỡng rễ hoặc là phân hữu cơ, phân vô cơ gì cũng được mà anh em nên cho ăn, để đốc thúc cái sự phát triển của nó cho nó phù hợp. Ngoài ra thì đối với một số trường hợp á, mà anh em mình chưa có kinh nghiệm canh nước á, thì anh em nên lưu ý là cái lượng lá trên cây của mình nhiều khi nó rớt xuống 50%, thì tương ứng với cái lượng nước tưới hàng ngày của mình hơi giảm chút xíu nha anh em. Thì đó là cái phần lưu ý khi mà sau khi mà mình lãi lá xong. Dạ, tiếp theo thì em nói về một cái vài cái lưu ý nhỏ liên quan đến cái việc lãi lá vào giữa năm. Thì cái lưu ý đầu tiên của em dành cho anh em là cái trường hợp mà mình phải lãi lá 100% thì những lá non nha anh em. Thì những lá non như thế này nè, ví dụ như thế này là lá non nè, còn những cái lá trong đây á, như hai lá này thì lá này là lãi nè. Thì đối với cái trường hợp mà năm đó năm nhuận là 13 tháng anh em, thì thường em không biết nhà vườn khác thì làm như thế nào, thì nhưng mà bên em thì vẫn cắt con cành vào tháng giêng và giữa năm thì lãi lá với cái tần suất nó cao hơn, rồi gần như 100% lá dài trên cây nha anh em. Lãi lá 100% lá dài chứ không phải là toàn bộ lá trên cây nha anh em. Những lá non nào thì vẫn giữ lại bình thường, còn lá già lãi 100% luôn, tại vì năm đó là năm nhuận. Còn có một cái trường hợp á, anh em không có lãi lá giữa năm mà vào năm nhuận, đó là đối với cái trường hợp mà nhà vườn người ta cái tháng giêng người ta không cắt tỉa con cành nha anh em, người ta dừng hẳn luôn tháng giêng, qua đến khoảng giữa tháng 2 cuối tháng 2 người ta mới cắt tỉa con cành để người ta giữ cái nhịp 12 tháng, thì đối với trường hợp đó thì không cần lãi lá 100%. Và đối với cái trường hợp mà cái cây mà ghép nó khoảng, mình ghép khoảng giữa năm anh em, đây thì em có vài cây thì em quay với giới thiệu cho anh em xem mình biết luôn. Ví dụ như những cây này nè, thì có thể là mình lãi lá 100% luôn cũng được anh em, tất nhiên là trừ lá non, tại vì anh em thấy nè, cái này tứ quý ghép giả siêu bông nha anh em, thì ở đây nó đã rất là nhiều nụ rồi nè, đây nó ra nụ hoa luôn, nó rất là nhiều nút chứ em xin lỗi em nói nhầm, rất là nhiều nút rồi, ở đây nó ra nụ hoa luôn. Thì tốt nhất là cái đối với cái cây này là ghép khoảng 5-6 tháng thì nó già như thế này rồi á, lãi 100% luôn trừ lá non. Thì đó là hai cái trường hợp mà mình lãi 100% lá dài trên cây. Thì nếu mà anh em mà đang gặp phải ở trường hợp mà cây ghép mà nó lên nhiều nút như vậy thì anh em nên lãi luôn mấy nút này luôn nha anh em, lãi luôn mấy cái nút này nha anh em, chứ để nó ra hoa đó, ra nó ra nụ hoa như thế này nè anh em, này chắc ngày mai ngày mốt cho nó nở nè, tôi quý ghép giảo siêu bông. Thì đó là cái trường hợp mà mình lãi 100%. Còn em lưu ý thêm cái phần mà năm nhuận á, thì nếu mà gặp năm nhuận thì anh em cũng có thể mình lưu ý mình lãi 100% lá già vào cái dịp giữa năm này. Và cái cây nào thì không nên lãi lá, thì đối với cái trường hợp mà những cái cây non nha anh em, thì hồi nãy em ví dụ ở đây là cái cây mới ghép nhưng mà cần lãi lá, tại vì anh em thấy ở trên video á, lá già rất là nhiều. Và còn cái cây này á thì mới vừa thay chậu anh em, thì toàn bộ trên cây là lá non rồi, mình không có nên quan tâm đến cái việc lãi lá. Nếu mà có lãi đó, chỉ là lãi những cái nút mà nó có thể tạo thành hoa. Em ví dụ như trên video nè, đây là cái này nó vì thời gian ghép là trước Tết á, đến bây giờ nó có những nút mà tạo thành hoa, thì mình lãi mình bấm bỏ cái phần đó để nó dành cái chất dinh dưỡng, nó sinh tược nhánh mới chứ nó không có ra hoa. Đó là đối với cái trường hợp mà những cái cây không lãi, là những cái cây chỉ toàn lá non trên cây thôi, điển hình như cái cây trên video. Cái câu hỏi thứ ba là câu hỏi cuối cùng á, thì là
không lấy lá luôn được không? Không lấy lá thì cũng bình thường thôi anh em, nhưng mà theo những cái mà ban đầu em chia sẻ với anh em á, cái lợi ích của cái việc lấy lá đó thì mình sẽ gặp những cái vấn đề là ví dụ như mình xịt thuốc nó không có đều, không có chưa vừng trong hết, rồi mình sẽ gặp những cái vấn đề liên quan đến cái việc mà nó nở lạc sạc trong khoảng từ tháng 7 âm lịch đổ đi. Thì nếu mà mình không có thời gian á, mình không phải lá cũng được anh em, thì đợi đến thì mình chấp nhận cái việc là nó sẽ nở lạc sạc và cái việc xịt thuốc của mình sẽ hơi cực hơn. Cái đó là cơ bản thì nhiều anh em mà đó giờ mình chơi mình cũng đâu có lãi lá đâu, thì cái cây của mình nó cũng không sao, thì tùy theo mình lựa chọn thôi. Nếu mà mình có thời gian và mình muốn trải nghiệm cảm giác mà hoa Tết nó thật là sự là đạt á, mình dành chút thời gian, một cái cây này mình lãi lá khoảng chừng 2 tiếng thôi. Đó là theo cái kinh nghiệm cá nhân của em. Thì cảm ơn anh em đã xem hết video, và nếu mà được thì anh em đăng ký kênh ủng hộ em. Nếu có câu hỏi và thắc mắc gì về mai vàng á, hoặc là cái chủ đề nào anh em muốn làm về mai vàng, anh em có thể để lại dưới comment clip YouTube này. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở clip tiếp theo.